nghe nên tâm trạng nó rất là vui. Và em không ngờ là rất là nhiều quý vị đã đến đây ủng hộ tất cả mọi người nghệ sĩ có mặt hôm nay. Và ai cũng muốn gửi lời cho các anh chị là chúc các anh chị rất là vui vẻ và hạnh phúc. Mọi người có thể vỗ tay thật lớn cho anh được không ạ? Vâng, bài hát tiếp theo đây nhá sẽ là một bài hát sao ta? Hay muốn hỏi quý vị là mọi người có người yêu chưa? Chưa ạ? Sao ai cũng độc thân hết vậy? Ủa sao kỳ vậy? Ở đây chúng ta lại toàn là độc thân hay sao vậy? Ở đây có ai có người yêu chưa ạ? Ủa tất cả chưa có luôn. Ui, sao kỳ vậy? Ui, dạ nhưng mà nói chung là em theo em kinh nghiệm gì đó. Bình thường á là em yêu ai đó là em cũng yêu thiệt là nhiều.
nhận.